với các tiếng hát của thiên thần trên thiên quốc, chúng ta cùng tán dương danh Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong niềm vui của mùa Giáng sinh và đặc biệt trong thánh lễ chiều tối hôm nay, chúng ta mừng kính đại gia đình thánh, Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô. Trong tâm tình đó, chúng ta tiếp tục dâng lời cảm tạ gia đình thánh gia và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện xin cho chính mỗi gia đình chúng ta nữa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xung phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã muôn đề cao thánh gia như tấm gương sáng làm để mỗi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cùng biết noi gương để ăn ở đúng lời nghĩa gia phong, sống đồng bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm vui vinh cùng. Trong nhà Chúa trên trời, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Người là Thiên Chúa và là Con Chúa, Người hằng sống và hiệp trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa si tôn người cha trong con cái, quyền lại bà mẹ, Người cũng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhận lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỏi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng. Ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khi dễ ngươi, vì của dân của cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa.
được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương. Anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau. Và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của thần khí cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Đó là lời Chúa. Cho lời Chúa Kitô cứ ngủ rồi sao trong anh em. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa của anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi mãn thời hạn thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu đem người lên Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã viết trong lời của Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa. Và việc dâng lễ vật như đã nói trong lời luật Chúa là một con chim gáy hoặc hai bồ câu non. Và lúc đó tại Jerusalem có một người tên là Simeon, là người công chính và có lòng kính sợ Thiên Chúa, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết khi thấy Đức Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ấm lấy người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán, vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây, trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư của nhiều tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel,
thuộc chi họ AC. Bà đã cao niên, mãn thời trinh nữ. Bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ. Đêm ngày ăn chay cầu nguyện, phụng sự Chúa. Chính giờ ấy bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về người cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa thì trở về xứ Galilea, về thành mình là Nazareth. Con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu con nói là con sinh ra trong một gia đình là không cha không mẹ thì có lẽ chúng ta ngạc nhiên lắm. Bởi vì mới cách đây vào trong đêm Giáng sinh, con giới thiệu với cộng đoàn Dân Chúa sự hiện diện của ba má của con và ba má của cha Phó cha Nicholas. Nhưng con số mà chúng ta nói sinh ra trong một gia đình mà không có cha có mẹ thì con số đó có tồn tại trên thế giới của chúng ta, nhưng con số đó rất là nhỏ. Có những trẻ sơ sinh lớn lên không biết cha mẹ ruột của mình. Đại đa số chúng ta sinh ra chúng ta có cha có mẹ, và cha mẹ tần tảo sớm khuya vất vả nuôi dưỡng cho chúng ta được có ngày hôm nay, không những về mặt vật chất nhưng cả về mặt tinh thần, cho con cho cháu có được một đức tin của người Kitô hữu, đức tin được mệnh danh là người Công giáo, hoặc nói nôm na là đức tin của một người có văn hóa là người Việt Nam. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có những gia đình mặc dù các trẻ hoặc là con cháu được lớn lên có cha có mẹ, nhưng buồn thay sự chia tay của cha mẹ, sự đổ vỡ trong hôn nhân cũng làm cho những người con, những người cháu đó thiếu đi có thể một hình bóng của người mẹ, hình bóng của người cha khi lớn lên. Con nói như thế để con dẫn vào một câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa là cha. Ngài biết mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời có cha và có mẹ. Và dĩ nhiên Thiên Chúa là cha, Ngài có thể gửi người con của Ngài xuống với một hình thức khác, không phải qua cung lòng của người mẹ Maria, mà cũng không phải cần qua sự hiện diện của một người cha tinh thần là Thánh cả Giô-xe. Ngài có thể làm cái khác đó, nhưng Thiên Chúa không chọn cái khác đó để làm. Tại sao? Ngài biết rằng mỗi người chúng ta có gia đình, và Ngài cũng muốn người con của Ngài xuống thế cứu độ trần gian. Mà bài đọc 2 chúng ta vừa nghe, Đức Kitô là ơn cứu độ cho loài người, và Thiên Chúa là cha thực hiện ơn cứu độ đó cho loài người qua một hình ảnh của một gia đình. Vì Thiên Chúa biết rằng người đầu tiên trong cõi nhân sinh của chúng ta là Adam và Eva, và hình ảnh gia đình đó bị đánh mất chỉ vì yếu đuối và cám dỗ của thế gian. Nhưng Thiên Chúa muốn phục hồi lại hình ảnh đầu tiên của đời sống gia đình của loài người đó qua một Adam với và qua một Eva mới, đó là Thánh cả Giô-xe và Trinh nữ Maria. Để mỗi người chúng ta có một gia đình thánh, để chúng ta nhìn vào gia đình thánh đó sống
trong cái trọn cái cuộc sống dương gian này của chúng ta, dựa vào, nâng đỡ vào tinh thần cũng như vật chất đến từ ân sủng của Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria và ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Chính vì thế chúng ta phải hãnh diện, chúng ta phải hãnh diện và tuyên xưng, dù cho cuộc sống của chúng ta, dù cho cha mẹ của chúng ta có đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng chúng ta vẫn còn có một gia đình thật để mỗi người chúng ta noi gương và mỗi người chúng ta học hỏi và đến để mốc lấy ân sủng của gia đình thánh này. Và chính gia đình thánh này cũng đưa chúng ta về một cội nguồn cuối cùng trong cuộc sống dương gian, là trở về với thiên đàng, để ở đó chúng ta sống với toàn gia đình thánh trên nước trời. Nơi đó chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là Cha, và chúng ta có bổn phận phải hiếu thảo với vị Cha đó. Và sự hiếu thảo đó chúng ta được dị ứng lại, và chúng ta được sống lại qua mỗi thánh lễ. Nếu chúng ta phải đến nhà thờ vào chiều thứ bảy, nếu chúng ta phải đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật, không phải chỉ vì phải đó, nhưng chúng ta phải biết rằng đó là tấm lòng hiếu thảo của một người con đối với một vị cha chung, và đối với người mẹ tinh thần, và đối với một gia đình thánh thiêng liêng của chúng ta. Đó là tấm lòng hiếu thảo. Và khi chúng ta sống với điều nghiệp răn đó, sống trong cái tình thương mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta đó, thì bài đọc một nhắc nhở chúng ta rồi, tuổi thọ của chúng ta sẽ trường tồn. Không phải chúng ta thọ ở cái cuộc sống dương gian này 80 tuổi, 90 tuổi, hay là ở một cái hưởng thọ hưởng dương ngắn thôi, 50, 40, 60, nhưng chúng ta còn thọ trường tồn trong nước trời, nước hàng sống, nước vĩnh cửu. Đó mới là cái diệm phúc của chúng ta, đó mới là cái ơn mà Chúa Giêsu đến để cứu chuộc loài người. Bởi thế chiều tối hôm nay, giáo hội một lần nữa trong màu nhiệm Giáng sinh mời gọi mỗi người chúng ta ôn lại, sống lại cái đời sống gia đình, đời sống cao cả mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi gia đình chúng ta. Và chúng ta xin khấn với Đức Mẹ, khấn với Thánh Cả Giuse, và chạy đến với bậc thầy chí thánh là Chúa Giêsu Kitô, là ơn cứu chuộc của chúng ta. Xin các ngài tiếp sức thêm cho chúng ta trong cuộc sống còn lại này, để rồi chúng ta trở về trời, và nơi đó chúng ta sẽ gặp lại vị cha chung của chúng ta, người mẹ thiêng liêng của chúng ta, và chúng ta chạy đến và chúng ta thường và vẫn tiếp tục gọi là mẹ La Nan của chúng ta, cùng với Chúa Giêsu Kitô bên cạnh tác động của Chúa Thánh Thần. Một nhà thần học gia tên là Gioan nói với chúng ta rằng Đức Kitô là ơn tột đỉnh của Chúa Cha trao ban cho loài người, và chính Đức Kitô là lời tạ ơn của sự trao ban đó. Đức Kitô là ơn tột đỉnh của Thiên Chúa là Chúa Cha trao ban cho loài người, và chính Đức Kitô là lời tạ ơn của sự trao ban đó. Chúng ta cảm nghiệm như thế nào về ơn tột đỉnh đó, và chúng ta sống như thế nào để rồi mỗi một người chúng ta là ơn ích cho nhau trong một đại gia đình của giáo xứ, trong đại gia đình họ hàng của chúng ta, và cuối cùng chúng ta có trở thành được một lời tạ ơn cho sự trao ban đó không?